Xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video. Ngày hôm nay em đi kiểm tra những cái cà chua Nova của em gieo được 5 ngày thì nó đã cao như này nha cả nhà. Sau 5 ngày ấy, cả nhà thấy nó ra được hai cái lá thật này này. Thì bắt đầu cho vào một cái chậu và đổ nước vào, pha thêm một chút phân humic. Hôm trước em đã giới thiệu về phân humic của Nga rồi. Thì cái phân humic đấy mình pha loãng thôi. Bình thường thì mình cho 3ml trên 1 lít nước. Thì bây giờ mình chỉ cho 1ml. Nếu như mà mọi người không biết cách đo ấy, thì mọi người có thể mua cái kim tiêm ấy. Rất nhiều video trước em đã dùng cái kim tiêm mà em mua ở hiệu thuốc ấy, là 1.000 một cái. Em rút cái nước để em hòa vào nước để em ngâm cây. Thì cả nhà cũng nhìn thấy cái xi lanh đấy rồi. Còn nếu như không có nữa thì cả nhà có thể đếm bằng giọt, ví dụ như cứ 1ml thì sẽ là 10 giọt. Hay là 20 giọt thì đấy. Hình như là 20 giọt. Cứ đếm nhỏ giọt nó ra. Sau đó thì ngâm cái cây này vào. Thật ra nhiều người cứ ít khi để ý đến cái giai đoạn bón phân của từng loại cây, ví dụ như những cái loại cà chua này, dưa leo này, rồi dưa lê, dưa hấu, dưa bở gì ấy, nó rất là cần nhiều phân thì nó mới được ra nhiều quả, chứ nếu không toàn tốt lá thôi. Thì ngay khi mới bắt đầu có hai lá thật đã phải làm như thế rồi. Đó, có thể thả vào một cái chậu như này và đổ nước vào. Nó sẽ hút nước lên từ từ và nó nuôi cái bộ rễ ở bên trong. Đổ nước thì thường sẽ đổ ngập đến khoảng độ 1/4 của cái viên nén sơ dừa, một xíu nữa thôi là toàn bộ cái sơ dừa này nó sẽ hút hết như thế nhỉ. Thì ví dụ như này thì sẽ đổ đến đây, đổ nước vào bên đây. Đó, em đang gieo một số loại cây trong này, ví dụ như là kale hoa hồng, cả kale nhưng mà khi trồng nó nhìn như cây hoa hồng ấy. Nó đang lên mới được có 2 ngày, ngày hôm nay mới ngày thứ 2, hôm qua mới cho hạt và hôm nay đã thế này rồi. Người ớt siêu ngọt, người cà chua triệu ngọt, người cà chua Nova, người cà chua bạch tuộc quả to, người lại cà chua bạch tuộc quả nhỏ, cà chua bi, quả chua lùn rồi. Vì nhiều loại cà chua, hình như phải chục loại cà chua em đang ươm. Thế còn đây thì là ớt chuông, ớt chuông của Rizik Gram chứ không Hà Lan, ớt một chứ không phải loại cà chua, không phải ớt chuông thường. Ớt chuông này quả nó có thể đạt trọng lượng 7 lạng 2 quả. Và cà chua và ớt đây là ớt chuông của Hà Lan và có cả ớt hoa hồng giống hình hoa hồng ấy, và ớt sừng siêu ngọt, quả của nó phải to bằng cổ tay ấy, mà ăn nó không có vị hăng của ớt chuông mà nó lại rất là ngọt. Em bé 1-2 tuổi cũng có thể ăn được ấy. Rất là nhiều bạn đã trồng và cho em bé như mình ăn, em bé ăn rất ngon lành luôn ấy. Đó thì cái bí kíp nho nhỏ để trồng cho cà chua nó được chắc cây, bền cây và thu hoạch được lâu, cho quả lâu ấy, thì thường là giai đoạn này mới có hai lá thật đã phải ngâm vào dung dịch có hàm lượng phân cao ạ. Ví dụ như không phải là cao do không phải là mặn mà đại loại là đủ dinh dưỡng, đủ dinh dưỡng ở cho cây, thì em thấy cái humic của Nga là tốt nhất. Chứ còn mọi người thường ít khi để ý giai đoạn này, mà thường ấy trồng như này đấy, xong rồi đến khi cây được khoảng độ 5-6 lá thật rồi, hàng chục lá cũng vẫn chưa bón cái gì cả, rồi đến khi chuẩn bị cho nó ra hoa ra quả mới bón, thì lúc đấy quả rất ít, rất là thưa. Thì mọi người thử cái cách này nha. Đây, em khoe mấy cây nhật quỳnh của em còn cắt chuỗi cả nó đi rồi. Em đã ươm đây, ươm mà nó đã nảy được cái mầm này. Nhật quỳnh ươm rất là dễ đúng không ạ? Chỉ cho đất trộn với lại chấu hun
thế thôi. Và ươm nơi không được cho một cái gì khác nữa, có thể thôi cho trùng quế, phân trùng quế lên thì nó không bị mặn. Đấy, cái cành này thì đang ra thêm mầm mới đây nữa này, chỗ này nữa này, nó lớn rất là nhanh luôn ấy. Bên này nữa đó, nhật quỳnh thì thường thì mọi người nên để ở trong hiên mà có nắng xiên chứ không phải nắng trực tiếp. Nắng trực tiếp nó làm bỏng và nó nhũn luôn ấy. Đó, em ươm ở trong kia. Thế còn những cây này thì em trồng hệ thống thủy canh. Đây là xà lách, xà lách nhé, chịu nhiệt ấy. Đó, em mới trồng thôi, xà lách mới trồng được có khoảng độ 5 ngày ấy. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.